Và bây giờ thì Yến Nghi và Phúc Thái sẽ cùng nhau hợp tác để làm món mứt gừng ngày hôm nay. Để làm món mứt gừng này thì nguyên liệu rất là đơn giản, anh Phúc Thái thấy không? Chỉ cần mua gừng đã được rửa sạch, lột vỏ rồi thì mình sẽ sắc lát như thế này. Và anh Phúc Thái nhớ là mình sẽ ngâm gừng vào trong nước, mình có nặn chanh một chút xíu. Để làm gì vậy Yến Nghi? Để giúp cho cái gừng của mình nó không bị đổi màu, mà nó trắng, nhìn nó đẹp hơn. Ha. Rồi ở đây là một ít đường để một chút nữa mình chế biến làm thành món mứt ha. Trước tiên thì khi mà anh Quốc Thái mua gừng về sắc lát và chúng ta ngâm vào trong nước như thế này, trong nước và có nặn chanh, thì sau đó chúng ta sẽ luộc sơ qua cái phần gừng này. Để, luộc hả? Đúng rồi, mình để phải luộc gừng chín hay để làm gì nữa? Thứ nhất là để cho gừng nó chín, thứ hai nữa là mình giảm đi cái độ cay, độ nồng của gừng. Rồi. Có nhiều người ta không thích ăn cay nồng quá thì mình sẽ luộc đi luộc lại 2 lần 3 lần gì đó. Không chỉ có mùa Tết chúng ta mới ăn mứt không đâu. Đúng rồi. Nhất là mứt gừng thì chúng ta vào những mùa lạnh thì chúng ta có thể nhâm nhi để cho bụng chúng ta ấm, cơ thể chúng ta ấm. Anh Quốc Thái thấy là gừng rất là tốt cho sức khỏe. Đúng rồi. Mình còn có thể giải độc từ gừng cũng được, rồi giúp cho ấm bụng những người nào mà ăn uống khó tiêu cũng có thể nhâm nhi một lát gừng. Chúng ta luộc trong bao nhiêu lâu hay gì? Mỗi lần luộc là mình sẽ luộc khoảng 15 phút. Mà anh Quốc Thái nhớ là luôn luôn trong cái nước luộc của chúng ta phải cho một chút xíu chanh vô. Để giúp cho cái gừng của mình được trắng, thơm hơn. Quốc Thái đã nghe cái mùi gừng nó dậy lên rất là nồng đúng không? Rồi, 15 phút rồi đó. Chúng Nhi nghĩ là được rồi, bây giờ mình sẽ vớt ra. Rồi và sau khi mà mình vớt cái phần gừng này ra rồi, mình sẽ để ráo. Sau đó anh Quốc Thái sẽ ướp với đường. Rồi, vậy thì chúng ta khi mà trộn đều đắt đường trộn đều thì chúng ta sẽ ướp trong khoảng bao nhiêu lâu hả Yến Nhi? Mình sẽ để 1 tiếng đồng hồ để cho đường nó thấm vào trong miếng gừng anh Quốc Thái ha. Yến Nhi nè, Quốc Thái thấy là Yến Nhi bỏ nhiều đường quá, không biết là tỷ lệ gừng với đường thì như thế nào Yến Nhi? Thì thường thường thì anh Quốc Thái cứ sử dụng khoảng nửa cái gừng và đi với 300g đường là có thể dùng vừa rồi. Vì là mứt cho nên chúng ta sử dụng nhiều đường đúng không? Đúng rồi. Với lại phần là gừng của chúng ta thì cũng có vị cay nồng, thì có đường nó sẽ làm dịu lại. Sau đó chúng ta trộn đều lên đúng không? Đúng rồi. Chúng ta thấy là đường đã hòa tan với cái nước, chất nước trong gừng ha. Nhưng mà mình phải để cho nó ngấm khoảng 1 tiếng đồng hồ thì mình mới có thể cho lên bếp để mà mình làm thành mứt. Quốc Thái thấy là đường đã thấm vào. Đúng nhưng rồi. Mà một cái món ăn rất là đơn giản như thế này mà chờ rất là lâu. Đúng rồi, phải chịu khó chút xíu thì mới được thành công đúng không? Rồi bây giờ thì mình chuẩn bị thêm đường ha. Rồi sau khi mà mình cho chảo nóng lên thì mình phải cho cái phần mà gừng đã được ướp với lại đường này vào trong đây, chúng và ta chúng ta sẽ sên tới khi nào mà đường của chúng ta khô lại là được rồi. Thì là chúng ta để lửa lớn hay lửa nhỏ hay gì? Lúc đầu tiên thì mình sẽ để lửa lớn. Sau đó cho nó sôi lên hết thật là tan hết đường rồi thì chúng ta sẽ cho lửa riu riu lại. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ hạ bớt lửa nhỏ riu riu lại để cho cái phần đường của chúng ta được thấm vào trong gừng. Yến Nhi ơi, lâu quá Yến Nhi. Xong rồi đây. Sên mứt là phải lâu như vậy đó đúng không? Rồi như vậy là được rồi nè, rất là ngon rồi. Ủa Yến Nhi, sao nó không có giống như là người ta bán á, là ở bên ngoài lớp bột đường á, áo màu trắng trắng á. Anh Quốc Thái thắc mắc này là đúng. Là tại vì khi mà còn trong chảo nóng, đường của chúng ta chưa có khô. Cho nên nó sẽ không có cái màu giống như ở ngoài thành phẩm mà mình đã mua sẵn. Mà anh Quốc Thái sau khi mà để đường của chúng ta khô lại ở bên ngoài không khí khoảng chừng nửa ngày cũng được, thì sau đó thì đường của chúng ta nó sẽ cứng lại và cái miếng gừng của mình nó cũng sẽ cứng lại luôn. Thì như vậy lúc đó mình mới cho vào trong một cái hũ mình để dành ăn dần thì nó mới là đúng. Còn khi mà chúng ta vừa mới ra lò nóng hổi thì nó cũng sẽ như vậy thôi.
rất là giòn, đặc trưng của mùi gừng ha. Khi mà chúng ta ăn vào thì cổ họng chúng ta sẽ ấm, rất là